Cách đây ít ngày, Real Madrid đã bị Atlantic Bilbao đá văng khỏi tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti. Tại La Liga, Real Madrid vẫn chiếm trệ trên ngôi đầu bảng với 50 điểm. Hơn đội xếp sau là Sevilla 4 điểm. Hơn thế, trên sân nhà, Real Madrid cũng chưa để thua bất kỳ trận đấu nào kể từ đầu giải, với 7 trên 11 chiến thắng. Và việc bị loại khỏi cúp nhà vua cũng là cơ hội để Real có thể toàn tâm cho hai mục tiêu lớn của mùa giải lúc này là chức vô địch La Liga cùng Champions League. Trong khi đó, khoảng thời gian đầu năm mới đã diễn ra không mấy suôn sẻ với Granada. Tại La Liga, họ thi đấu hết sức phập phù với hai trận thua liên tiếp trên sân Getafe và trước Osasuna ngay trên sân nhà. Khoảng cách giữa Granada và Real Madrid lên đến 26 điểm và 14 bậc trên bảng xếp hạng. Đây là một sự chênh lệch rất lớn, đủ để nói lên đẳng cấp lúc này giữa hai đội. Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Benzema đã khiến Real Madrid giảm đi ít nhiều sức mạnh ở mặt trận tấn công, mà trận thua Binbao có lẽ cũng đủ để huấn luyện viên Ancelotti nhìn nhận nhưng trong trận đấu này nhiều khả năng tiền đạo người Pháp sẽ trở lại để giải bài toán tấn công cho đội chủ nhà. Granada thiếu đi 3 cầu thủ ở trận đấu tới đây, nhưng Arias, Rochina hay Lozano cũng không phải là những nhân tố chủ lực trong đội hình của huấn luyện viên Moreno. Ông sẽ phải đặt rất nhiều kỳ vọng vào các pha phản công với bộ đôi Molina và Suarez. Năm lần chạm mặt gần nhất, Real Madrid đã toàn thắng Granada và thường chọc thủng lưới đối thủ ít nhất là hai lần một trận. Phong độ của hai đội là hoàn toàn trái ngược. Real Madrid mới chỉ thua 1 trên 5 trận gần nhất, còn Granada đã 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Ở trận này Real Madrid chấp Granada 1 3/4. phần 4. Mọi con số thống kê đều chống lại Granada khi họ luôn cho thấy là miếng mồi ưa thích của kiên kiên trắng. Hai trận đấu của mùa giải trước Real Madrid đều thắng đối thủ với cùng tỷ số 4-1 và 3 điểm sẽ khó thoát khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Ancelotti ở cuộc đối đầu lần này. Ở trận này tỷ lệ tài xỉu là 3 1 phần 4. Trong khi Real đang sở hữu hàng công số 1 La Liga với 47 bàn thì Granada mới 26 lần sút tung lưới đối phương. Với sự trở lại của Benzema thì Real Madrid hoàn toàn có thể mang đến một cơn mưa bằng thắng vào lưới đối thủ có khả năng phòng ngự kém như là Granada. Dự đoán của thể thao văn hóa, Real Madrid vượt qua Granada với tỷ số 3-1. <laughs>